Đầu xuân mới, Hạt Điều Phú Thịnh chúc quý khách hàng cũng như cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Thì hôm nay là có một cái vị khách sĩ của Hạt Điều Phú Thịnh đó, là tại Đà Nẵng, đang gửi đóng 200 túi Jeep này bán khu du lịch. Thì những cái cô chú anh chị nào mà đã và đang trong có ý định là sẽ đi Đà Nẵng á, thì muốn ăn hạt điều ngon á thì có thể ghé cái đơn vị bên Hạt Điều Phú Thịnh. Thì chút xíu nữa Hạt Điều Phú Thịnh sẽ để số điện thoại ở trên để cho mọi người cần dùng hoặc là mua trong những cái chuyến dã ngoại tại Đà Nẵng mà mình muốn nhanh gọn lẹ, là sẽ có một đơn vị bên Hạt Điều Thịnh sẽ ship cho mọi người cái sản phẩm hạt điều rang muối loại 1 Aco size 400 hạt. Ở đây thì hạt điều Phú Thịnh đã đóng gói sẵn, và khi mà mọi người tin dùng cái sản phẩm này á thì mọi người có thể góp ý cho Hạt Điều Phú Thịnh. Những cái đơn vị ở Đà Nẵng là đã gắn kết với Hạt Điều Phú Thịnh rất là lâu dài rồi, và những cái sản phẩm Hạt Điều Phú Thịnh khi mà gửi ra đó là đều phải đóng gói thật là kỹ càng. Và trong quá trình mà kết nối cùng quý khách hàng á, thì nếu quý khách hàng mua hàng của bên Hạt Điều Phú Thịnh mà có sự cố gì xảy ra thì mình và cái đơn vị sĩ của mình sẽ đổi trả cho mọi người. Và khi mọi người đón một cái đầu xuân 2024 thì muốn biếu tặng cũng như là đón một cái tốt Tết xuân vầy, ăn cần ăn uống những cái sản phẩm hạt điều, sản phẩm hạt hay là ăn kiêng á mà tại Đà Nẵng, thì có thể kết nối với đơn vị Hạt Điều Thịnh. Thì bên mình đã có một cái đơn vị bán tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh. Thì hiện tại thì ở Đà Nẵng thì có một đơn vị này là chị Khuê, chỉ đang kinh doanh cái sản phẩm hạt điều Aco túi Jeep 500g tại thành phố Hội An. Thì khi quý khách hàng cô chú anh chị cần quan tâm đến cái sản phẩm này tại Đà Nẵng thì cái đơn vị bên Hạt Điều Phú Thịnh sẽ ship cho mọi người. Phú Thịnh sẽ chia sẻ lên màn hình cho mọi người biết là mọi người cần mua cái sản phẩm này thì đơn vị bên Hạt Điều Phú Thịnh sẽ gửi cho mọi người. Này, đây là hàng loại 1 túi Jeep đóng 500g. Này, mọi người có thể gắn kết với Hạt Điều Phú Thịnh, cần mua hàng thì Hạt Điều Phú Thịnh sẽ đặt link mua hàng tại Đà Nẵng cho mọi người. Mọi người cần quan tâm mua hàng ở Đà Nẵng thì có thể là kết nối với Hạt Điều Phú Thịnh.